Hi, minasan, konnichiwa. Những người hoan xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách một cái cấu trúc ngữ pháp câu nói để làm sao đó, nói để ai đó làm hành động hoặc không làm hành động. Vậy nói như thế nào thì chúng ta cùng nhau xem qua cái ví dụ sau đây nhé. Đây là hai vợ chồng đúng không? Người chồng hút thuốc và người vợ có vẻ như là không thích. Vậy nên cô vợ đã nói gì đây? Ie no naka de tabako o suwanai de. Ie no naka de tabako o suwanai de. Xin đừng có mà hút thuốc ở trong nhà. Vậy nên người vợ nói với chồng sao đây? Otto ni ie no naka de tabako o suwanai yo ni imashita. Tôi đã nói để cho chồng tôi không hút thuốc ở trong nhà nữa. Chúng ta có mẫu câu là gì? Yo ni yu. Đầu tiên thì động từ chúng ta chia về thể rư và thể nai cộng với yo ni yu hoặc là yo ni iwareru. Ý nghĩa của nó là nói để, bị nói để, kiểu như là nhắc nhở. Cách dùng là câu nói để ai đó làm hoặc không thực hiện một hành động nào đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy gì đây? Một bà mẹ đúng không? Có vẻ như là đang la mắng gì cái thằng bé con đúng không ạ? Bởi vì cậu ta gì? Chơi game nên là bà mẹ đã nói cái gì đây? Anoko wa haha ni game o shinai yo ni iwaremashita. Nói để cho thằng con nó không chơi game nữa. Đã bị mẹ nhắc nhở, đã bị mẹ nói để không chơi game nữa. Tương tự như vậy thì cái ông này đang gọi điện, không biết gọi điện cho ai và nói gì nhỉ? Hoan-san, Min-san ni watashi no kiyoshitsu ni kuru yo ni itte kudasai. Hoàng ơi, hãy nói Minh để đến phòng học của tôi nhé. Nói để cho Minh đến phòng học của tôi. Có nghĩa là ông đang gọi điện cho Hoàng và kêu Hoàng nói với Minh là đến phòng học của ông, nói để làm hành động gì đó. Qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã nắm rõ về cái cấu trúc ngữ pháp là yo ni yu và yo ni iwareru được phải không ạ? Ngoài ra thì cô có để đường link bài tập ở bên dưới, các em có thể nhấp vào đường link bài tập đó để làm bài tập nhé. Hai minasan sayonara, mata kondo mo yoroshiku onegaishimasu.